Kính thưa quý vị, phải nói là tôi thật tình mà ngưỡng phục người đã phát minh ra cái chiếc ghế này. Lạ lùng lắm quý vị ơi, ngồi mình mỏi chỗ nào đấm chỗ đó, giống như là một vật lý trị liệu của cái cơ thể mình vậy đó. Cho nên hồi xưa đó, mấy chiếc ghế kia mình thể mà đấm cái đầu thì mình chỉ đã cái đầu thôi, nhưng mà bây giờ nó toàn thân hết quý vị. Cuộc đời mà tiền thì mình có thể có được, nhưng mà sức khỏe thì hiếm vô cùng. Tôi nghĩ năm nay là cái năm mà tôi hạnh phúc nhất. Trời, hạnh phúc nhất là được tìm được một cái chiếc ghế đúng vừa ý của mình. Một cái chiếc ghế mà tôi khiến khi tôi ngồi lên đó, tôi nghĩ rằng không phải là một chiếc ghế nữa, là một mối bàn tay tuyệt vời. Nó xoa dịu hết cả những cái mệt mỏi của tôi, những cái nhức mỏi của tôi. Cho nên tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị, nên đi tìm mua chiếc ghế Luraco.